Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin 113 Online. Mở đầu bản tin sẽ là thông tin về một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn vào khoảng 2 giờ 10 phút rạng sáng ngày hôm nay. Xe chở khách 16 chỗ đã đâm vào đuôi xe tải semi-remoc chết máy đang đỗ cùng chiều, sau đó va chạm tiếp với xe container đi theo chiều ngược lại làm 5 người chết và 10 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô hợp đồng chở khách 16 chỗ do Quách Đình Trọng, trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh điều khiển, đi theo hướng Lạng Sơn, Hà Nội. Trên xe có một lái xe và 15 hành khách, va chạm với ô tô đầu kéo, kéo theo semi-remoc trên xe chở xi măng bị hỏng máy, đang đỗ cùng chiều phía trước. Xe đỗ có đặt vật cảnh báo phía sau, cách đuôi xe khoảng 16 mét. Sau đó, tiếp tục va chạm với xe ô tô đầu kéo, kéo theo semi-remoc điều khiển đi ngược chiều hướng Hà Nội, Lạng Sơn. Hậu quả làm 5 người tử vong, trong đó 4 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi bệnh viện cấp cứu. 10 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, xe ô tô khách bị hư hỏng nặng. Vào hồi 3 giờ 30 phút sáng nay, thì Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được tin cái vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn khu rừng cấm của xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng. Thì ngay sau khi nhận được tin, đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và tôi là phó chủ tịch Ủy ban tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ và cấp cứu những người bị nạn. Qua điều tra ban đầu, xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông là do xe hợp đồng chở theo 15 người dân đi hướng Lạng Sơn về Hà Nội. Trên đường đi đến cái đoạn thuộc thôn Trầm Non, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã đâm vào phía sau chiếc xe ô tô tải chở xi măng lắc bị chết máy và hỏng đỗ ở cạnh đường. Đấy, và sau khi đâm vào xe tải, phía sau xe tải thì xe chở hợp đồng chở theo người dân đã văng sang bên trái và va chạm với lại xe container đi ngược chiều. Và hậu quả ban đầu chúng tôi xác định là có 4 người tử vong tại chỗ và có 11 người là bị thương, được đưa đi điều trị tại bệnh viện. Thì sau khi điều trị thì xác định ban đầu đã có 1 người là tử vong. Ngay sau khi nhận được tin báo vụ tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng công an đã đến hiện trường khắc phục hậu quả vụ tai nạn, điều tiết giao thông. Đến 6 giờ 30 phút cùng ngày, các phương tiện đã lưu thông bình thường trên tuyến quốc lộ 1A. Công tác cứu chữa bệnh nhân đang được tập trung nhằm hạn chế thấp nhất thương vong. Qua nhận được thông tin hỗ trợ từ đội giao thông đường diễn thì tổ chức chúng tôi đã tiếp nhận tất cả khoảng 7 trường hợp vào bệnh viện Chi Lăng, trong đó một trường nặng tử vong. Thế còn các trường hợp còn lại hiện tại có 3 trường hợp đã xử trí hiện tại nằm tại khoa, đã xử trí ổn định. Thế còn bây giờ còn 3 trường hợp khác thì nhẹ thì chúng tôi đã cho chụp chiếu, không có tổn thương, bệnh nhân cũng xin ra viện. Tôi vào viện cấp cứu, các bác sĩ cấp cứu kịp thời, đến nay tôi cũng ổn định. Chiều tôi xin về Quảng Ninh để tôi chữa tiếp. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã hỗ trợ ban đầu 10 triệu đồng một gia đình nạn nhân tử vong, 5 triệu đồng một nạn nhân bị thương. Tại miền Trung, mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều ngày cùng với việc các hồ chứa, nhà máy thủy điện xả lũ đã khiến cho nhiều xã trên địa bàn các huyện Hương Khê, Vũ Quang và Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh bị ngập lụt, nhiều tuyến đường giao thông trọng yếu bị cô lập. Và cho đến nay, Hà Tĩnh đã có 3 người chết và mất tích do mưa lũ. Mưa lớn khiến lũ trên các sông lên nhanh, cùng với đó một số hồ đập trên địa bàn như một số địa bàn thủy điện như Hố Hô, Hồ Sông Giác, Hồ Thượng Sông Trí cũng đang xả lũ, điều tiết khiến cho nhiều địa phương nhanh chóng chìm trong biển nước. Theo thống kê bước đầu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của mưa lớn, 1.868 hộ dân tại huyện Hương Khê bị ngập, trong đó 480 hộ nước tràn vào nhà. Ngập úng 20,2 hectare cây trồng vụ đông, 9 trường học, 18 hội quán thôn, 1 trụ sở bưu điện bị ngập nước. Mưa lớn cũng khiến cho nhiều công trình cầu tràn, cống ở các xã Hương Bình, Hương Xuân, Điển Mỹ, Hương Đô, Hương Lâm, Hương Giang, Gia Phố bị ngập, gây chia cắt cục bộ. Tuyến quốc lộ 15 qua xã Hà Linh và đường Hồ Chí Minh qua xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê bị nước lũ chia cắt, các phương tiện qua lại rất khó khăn. Đặc biệt là mưa lũ đã khiến 3 người dân tại huyện Hương Khê chết và mất tích.
Trong tối ngày 30 tháng 10, Công an các huyện Thạch Hà và Can Lộc đã kịp thời điều 4 cano tiếp cận hiện trường của 9 công nhân thi công dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua Hà Tĩnh bị nước lũ dâng cao bao vây cô lập giữa cánh đồng để ứng cứu. Những công nhân này thuộc công ty cổ phần tập đoàn Đình An, đơn vị đang thi công cầu Sơn Lộc thuộc dự án cao tốc Bắc Nam đoạn giáp ranh giữa xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà và xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc đang ở trong lán trại nhưng bị cô lập do mưa lớn khiến nước lũ dâng cao. Đến hơn 19 giờ cùng ngày, công tác ứng cứu 9 công nhân bị nước lũ cô lập được hoàn tất, đảm bảo an toàn về người, phương tiện cứu hộ cứu nạn. Thuê phòng trọ để tàng trữ sản xuất buôn bán pháo nổ, đối tượng Tải Minh Hồi ở xã Nấm Lư, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai vừa bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an thị xã Kinh Môn kiểm tra phát hiện và bắt giữ, tăng vật thu giữ là gần 1 tạ pháo nổ thành phẩm. Vào ngày 25 tháng 10 tại khu nhà trọ thuộc đội 5 thôn Lâu Động, xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện thu giữ 47 gam thuốc pháo, 280 quả pháo thành phẩm có trọng lượng hơn 96 kg, các đồ vật để chế tạo pháo nổ, dây dẫn cháy, kéo, keo 502. Đối tượng Hồi khai nhận đã sản xuất và bán cho một số người tại địa bàn tỉnh Hải Dương. Vào ngày 30 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Tải Minh Hồi về tội sản xuất buôn bán hàng cấm, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Đội Cảnh sát Kinh tế Môi trường Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính, tiến hành tiêu hủy gần 1.500 bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ là tang vật phát hiện khi kiểm tra tại cơ sở kinh doanh thuộc tổ 15 phường An Khê, quận Thanh Khê vào ngày 20 tháng 9 vừa qua. Trước đó, kiểm tra tại cơ sở nói trên, chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm và thừa nhận số bánh trung thu này được vận chuyển từ Hà Nội về Đà Nẵng với giá là 40.000 đồng một hộp 4 cái. Sau đó sẽ được phân phối lại cho các đơn vị khác để đóng hộp và dán nhãn, phù phép thành bánh trung thu có thương hiệu bán ra thị trường. Điều đáng nói hơn, trên bao bì của sản phẩm không thể hiện bất cứ thông tin gì, chỉ có duy nhất mỗi hạn sử dụng và ngày sản xuất. Tuy nhiên, thời gian ghi ngày sản xuất lại không đúng với thực tế. Hiện toàn bộ số tang vật nói trên đã được tiêu hủy theo đúng quy trình, quy định, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường tại bãi rác Khánh Sơn. Một đường dây cá độ bóng đá giao dịch một tháng lên tới 100 tỷ đồng vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự cùng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá. Các đối tượng trong vụ việc đều đã ở độ tuổi trung niên. Việc đấu tranh bắt giữ các đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá này một lần nữa là lời cảnh tỉnh cho những ai còn ham mê cờ bạc cá độ. Bên cạnh đó, người dân cần nâng cao ý thức, tự chấp hành các quy định pháp luật có liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá. Qua tin báo tố giác tội phạm của nhân dân về việc tại nhà ông Nguyễn Tâm, đường Lê Thánh Tôn, phường 6, thành phố Đà Lạt có dấu hiệu hoạt động cá độ bóng đá, cơ quan công an xác định tin báo là có cơ sở, đồng thời huy động nhiều mũi trinh sát tiến hành thu thập thêm nhiều chứng cứ quan trọng. Qua đó xác định được ít nhất 6 đối tượng có liên quan, gồm Nguyễn Tâm 60 tuổi, Ngô Bá Quý 50 tuổi, Phan Công Hải 53 tuổi, Phạm Lâm Hữu Phước 53 tuổi, Hoàng Doãn Nguyên 44 tuổi và một người đàn ông 51 tuổi cùng trú tại thành phố Đà Lạt. Triệu tập làm việc với các đối tượng, cơ quan công an xác định từ năm 2019, Tâm có quen biết một người tên Trung đang xác định nhân thân và được người này rủ tham gia cá cược bóng đá qua mạng. Sau đó, Trung cung cấp cho Tâm 3 tài khoản cá cược bóng đá. Từ một tài khoản, Tâm chia thành 6 tài khoản con, giao cho Ngô Bá Quý, Nguyễn Văn Hiển, một người tên Phi và một người tên Bin hiện đang xác định nhân thân với nhiều hạn mức khác nhau. Riêng 2 tài khoản còn lại, Tâm giao cho Phan Công Hải và Hoàng Doãn Nguyên sử dụng. Tỷ lệ cá cược là thấp nhất là 3 đô. Em trong nhà cá cược thì trong đó cái mức cược thấp nhất của em là 5 đô và mức cược cao nhất là 250 đô. Nên em ra lặng lên ngồi cái mở điện thoại bấm rồi, em ra lặng tuổi rồi sinh ra chơi cá cược bóng đá qua mạng. Hầu như là thua, cũng không có tiền nợ tiền, em mới nghĩ đánh để gỡ gạt lại một tí, nhưng mà nói chung là càng đánh thì càng thua. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc tham gia đánh bạc trong tháng 9 lên tới 100 tỷ đồng. Nguyễn Tâm đã bị cơ quan công an khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc, Phan Công Hải, Phạm Lâm Hữu Phước, Hoàng Doãn Nguyên và Ngô Bá Quý về hành vi đánh bạc. Việc đấu tranh bắt giữ các đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá một lần nữa là lời cảnh tỉnh cho những ai còn ham mê cờ bạc cá độ.
Bên cạnh đó, người dân cần nâng cao ý thức, tự chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá, cảnh giác với các chiêu trò lôi kéo dụ dỗ tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng khi phát hiện các trang web đánh bạc trên mạng xã hội.